Hello anh chị em, hôm nay góc khám phá Nam Trung Bộ sẽ review tour 5 ngày 4 đêm đi tỉnh Jeollabuk của Hàn Quốc mà được bay thẳng từ Nha Trang chúng mình nha các bạn. Đây là cái tour bay thẳng từ Nha Trang đi Hàn Quốc, khởi hành vào thứ sáu hàng tuần nha các bạn. Xe của công ty đang đón chúng mình ở tòa nhà VCN ở đường Tổ Hữu. Tụi mình khởi động lúc 8 giờ tối và đi đến sân bay quốc tế Cam Ranh để check in. Đây là sân bay quốc tế Cam Ranh. Thời gian gần đây là sân bay quốc tế Cam Ranh được rất nhiều du khách. Chào mọi người, không khí khá là nhộn nhịp. Hôm nay mình đã book một cái tour đi trực tiếp từ Nha Trang đi Hàn Quốc. Giá của tour này là khoảng 13 triệu một người nha các bạn. Mình sẽ đi từ trực tiếp từ sân bay Cam Ranh. Cái tour này đặc biệt là được miễn visa cho nên là các bạn có thể thoải mái để đi. Anh chị em chúng mình không cần phải lăng tăng về cái visa để đi du lịch Hàn Quốc nữa nha. Khoảng 12 giờ thì chuyến bay sẽ khởi động để bay qua Hàn Quốc. Ở đây vào lúc khoảng 12:05. Vì đây là một chặng bay khá dài, khoảng 4 tiếng đồng hồ, cho nên là các bạn nhớ đem theo cái gối để mà tựa đầu lúc để mà ngủ cho các bạn không đi rất là mệt. Khoảng 4 giờ giờ Việt Nam, 6 giờ giờ Hàn Quốc thì máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế Muar của tỉnh Jeollabuk. Đây là một cái sân bay quốc tế nhưng mà khá nhỏ. Bây giờ là 4 giờ 24 phút mình đang có mặt ở sân bay Muar, Hàn Quốc. Xe đón tụi mình ở sân bay và sau đó là chở tụi mình đi ăn sáng ở một cái quán gần ở sân bay. Đó, tụi mình sẽ được ăn canh rong biển và cơm với là kim chi. Cái khu vực gần sân bay mùa này thì khá ít quán xá, toàn bộ là đồng không mông quạnh luôn và toàn bộ làm nông nghiệp. Người hướng dẫn viên cho biết là đây là cũng cái quán ăn sáng khá hiếm ở khu vực này nha các bạn. Đây, đây là cái món cơm với kim chi mà buổi sáng mà chúng mình ăn nha. Nói chung là khá ổn nha các bạn. Cái cảm nhận đầu tiên của mình khi đến cái tỉnh này thì đúng đây là một cái tỉnh thông minh nông nghiệp các bạn. Thấy nhà cửa đường xá thì cũng đơn giản thôi, không được hoành tráng như ở Seoul. Sau một cái chuyến bay dài thì tụi mình được đưa vào một cái spa. Đấy, cái spa này là để tắm và để gọi là sông hơi để phục hồi sức khỏe. Đấy, đây là cái quang cảnh phía trong spa. Đây là một cái phòng sông hơi khá là nóng, phải 50 mấy độ. Mình sẽ đi dạo một vòng cho các bạn coi nha. Quên mất, trước khi vào cái sông hơi này thì mình sẽ có một công đoạn là thay quần áo và tắm. Thay quần áo là gọi là nuôi toàn bộ nha các bạn. Lúc tắm là cũng vậy. Người Việt mình không có quen nhưng mà người Hàn Quốc là cứ tịnh bơ luôn. Thay quần áo để ở lòng nhòng đi luôn, không có ngại ngùng gì hết. Sau khi đi sông hơi xong á thì mình tiếp tục di chuyển để ăn trưa. Trời hôm nay là khá lạnh vì có mưa. Cái địa điểm mà mình ghé ăn trưa đó là đặc sản, đó là canh gà hầm sâm. Đây là một quán có từ năm 1975, theo hướng dẫn viên cho biết thì là khá nổi tiếng ở khu vực này với cái món gà hầm sâm. Đây là một con gà hầm sâm này. Con gà này ấy, là một người lớn là phải ăn hết một con như các bạn. Đấy, con nít ấy, thì hai người ăn một tô. Mà mình bảo đảm là ăn một tô là xong luôn, rụng không thể nó chữa nổi. Vì bên trong con gà này ấy, là có xôi, có thêm sâm và cái nước dùng cũng khá ngon. Sau khi ăn con gà xong thì tụi mình di chuyển xe đi vào trung tâm của tỉnh, đó là thành phố Gwangju. Tại đây mình sẽ được tham quan cái bảo tàng gọi là nghệ thuật đương đại. Cái bảo tàng này là có tên là BNE, hình thành từ năm 1995. Bảo tàng này gồm có 3 cái tầng đó, và được nối về bởi 2 cái tòa nhà. Một tầng là chỉ có những cái nghệ thuật mang tính chất là trừu tượng. Đây là cái tầng đầu tiên.
Đấy, đây là đa số là tranh vẽ, có nhiều cái tranh khá đẹp đó. Nhưng mà cũng có nhiều tranh hoặc là những cái hình tượng mà mình không thể hiểu nổi là cái người nghệ sĩ họ đã nghĩ cái gì trong đầu để mà cảm nhận cho được nha các bạn. Nói chung mà khi mà đến cái bảo tàng này thì tùy tâm trạng của mỗi người, tùy cái sự mỗi cảm nhận riêng. Còn là với riêng mình thì thôi khỏi nói đi. Nói chung là mình thích cái hoa này, hoa là trắng là đẹp, thơm thơm là dịu đấy, cảm nhận riêng mình nó như vậy á. So với Seoul thì rõ ràng ở đây là những đồ sản phẩm nó không bằng, nhưng mình thấy cái đồ ngăn nắp và quy củ của người Hàn thì rất là tốt. Đấy, cái này thì đáng phải học tập. Và cái địa điểm mà tiếp theo thì là một cái khu chợ truyền thống tên là Yeongdong của thành phố này. Đây là một khu chợ khá lâu đời ở đây, như kiểu chợ đầm ở Nha Trang mình vậy các bạn. Đây là khu chợ này thì người ta bán quần áo, rồi cũng có khu hải sản, khu thịt, rồi như kiểu chợ của Việt Nam mình luôn các bạn ạ. Nhưng mà ở đây còn có một cái đặc biệt, đó là có một cái lễ hội bia ở ngay ở đây. Đấy, mình đang ghé vào cái lễ hội bia đó. Lễ hội bia đó thì sẽ được sử dụng bia và có rất nhiều đồ ăn đồ uống, rất là vui ở đây. Mình đang chạy đến đây nha các bạn. Đây, người dân đang xếp hàng để mua bia để uống này các bạn ạ. Đây là lễ hội bia cho nên là người ta xếp hàng mua bia. Đó, người ta đang chiếc bia để mà uống ấy. Ở đây sẽ mỗi người sẽ mua một cốc bia, sau đó là mua đồ ăn ở đây, rồi qua cái khu đối diện là để khu ngồi ăn thưởng thức và nghe âm nhạc. Mình cũng ghé vào đây mua một cái thứ gì đó để nhấm nháp nha các bạn. Đây là cái thịt heo này, rồi là cái món đặc trưng truyền thống của Hàn Quốc, rồi là mực nướng, cá nướng, đủ thứ món. Giá thì từ 2.500 cho đến 12.000 won, tức là tầm khoảng 50 đến 200 ngàn của bên mình đó các bạn. Như vậy là kết thúc cái ngày đầu tiên tham quan tỉnh Jeollanam-do của Hàn Quốc. Mình về khách sạn và sẽ ăn tối ở đây. Đây là khách sạn đó, còn đây là cái buổi ăn tối của mình. Nói chung là hôm nay là một ngày đi ăn từ đầu đến cuối, ăn ngập mặt luôn các bạn ạ.